Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Mai sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bột phong thủy Anofa như thế nào nó hiệu quả nhất nhá. Khi mà các bạn nhận được hàng ấy thì các bạn kiểm tra giúp Mai nhé, cái tem bảo hành chống hàng giả này nhé. Các bạn bóc ra này. Bên trong ấy sẽ có một gói bột to như thế này. Một gói này thì nó sẽ gồm 40 gói nhỏ như thế này nhé các bạn nhé. Và một túi này, một túi đỏ này. Một tờ hướng dẫn sử dụng thì các bạn nhớ các bạn phải đọc đi đọc lại cho mình ít nhất là 3 lần nhé, để các bạn càng hiểu cách sử dụng như thế nào thì các bạn dùng nó sẽ càng hiệu quả. Và đây ạ, một cái phiếu quà tặng trị giá 12.998.000 combo 3 khóa học ứng dụng về phong thủy nhé. Đây có mã kích hoạt đây nhé. Cái bột phong thủy Anofa này như Mai đã nói với các bạn rồi ấy, là nó gồm 24 loại thảo dược mang tính dương, gồm có tích nhan quế này, đào kim nương này, trầm hương này, nạc tiên tây này, bạch chỉ này, chi xả này, vân vân, 24 loại thảo dược quý nhá, mang tính dương nhá. Nên nó là thảo dược mà nên tất cả mọi người đều có thể dùng được, già trẻ, phụ nữ mang thai đều có thể dùng được nhé. Cái bột phong thủy Anofa này thì sử dụng dưới 3 dạng: dạng nước, dạng đốt và dạng bột. Thì bây giờ Mai sẽ giới thiệu cho các bạn cách để mà các bạn xua đuổi âm khí để giúp bán hàng nhé. Sau đó Mai sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng để các bạn cải thiện sức khỏe. Nhiều bạn muốn mua cái bột phong thủy này về để bán hàng tốt, thì việc đầu tiên là các bạn nhận hàng về, các bạn sẽ lấy một cái gói bột phong thủy Anofa này ra. Các bạn đun với 2 lít nước. Các bạn đun sôi 2 lít nước lên, xong các bạn xé ra cái gói bột này ra, các bạn cho vào và các bạn dùng để lau nhà, để xua đuổi hết những cái âm khí trong nhà các bạn đi nhé. Sau đó các bạn dùng cái gói bột này rắc trên hàng hóa, hoặc là các bạn dùng để xé cái gói bột này ra. Các bạn xé ra hoặc các bạn đốt lên, các bạn xông trên cái đống hàng hóa của các bạn. Và các bạn thiền theo 4 cái câu nói mà Mai đã hướng dẫn các bạn rồi ấy. Mai không nói lại nữa, mà Mai đã hướng dẫn các bạn là các bạn thiền hàng theo 4 cái câu nói mà Mai đã hướng dẫn. Hoặc là các bạn có thể đun nước lau nhà ấy, thì hàng hóa của các bạn có thể lau được ấy, thì các bạn lấy một ít nước bạn cho vào cái khăn ẩm ẩm ấy, còn các bạn lau trên hàng hóa và các bạn thiền theo 4 cái câu nói mà Mai đã hướng dẫn các bạn. Đấy là các bạn có thể dùng để rắc này, rắc trên hàng hóa nhé. Cái gói bột này các bạn có thể rắc trên hàng hóa của các bạn này, rồi các bạn có thể lau hàng hóa của các bạn, hoặc là các bạn có thể dùng để xé cái gói này ra, các bạn đổ ra đĩa, các bạn xông. 3 cách: lau này, rắc này và đốt ý, thì các bạn đều làm theo cái, khi các bạn làm ấy, các bạn đều thiền theo 4 cái câu nói mà Mai đã hướng dẫn các bạn. Đấy là khi mà, điều đầu tiên các bạn nhận được cái gói bột phong thủy Anofa này ý, về các bạn điều đầu tiên là các bạn phải lau nhà này, sau đó là các bạn rắc, các bạn lau rắc này, lau này, hoặc là xông trên cái hàng hóa của các bạn. Và tối đến ý, đấy là việc đầu tiên nhé. Còn tối đến ý, thì các bạn phải cũng lại lấy một cái gói bột phong thủy Anofa này ra, các bạn đun với 2 lít nước, các bạn tắm để thanh tẩy cơ thể của các bạn, thanh tẩy những cái năng lượng xấu đi. Thứ nhất là để thanh tẩy những cái năng lượng xấu đi này, thứ hai là giúp các bạn khỏe khoắn hơn.
Cái bột đây là bột phong thủy này, nó được chiết xuất từ 24 loại thảo dược mà vừa giúp cho cơ thể của bạn, các bạn có một giúp cho làn da của bạn nhé, giúp các bạn khỏe mạnh hơn này, rồi thanh tẩy là cái những cái năng lượng xấu của các bạn đi, giúp làn da của bạn khỏe mạnh hơn này đấy. Còn và đấy là những cái việc đầu tiên nhé. Thứ nhất là phải lau nhà này, thứ hai là phải rắc hoặc là lau hoặc là đốt trên hàng hóa của bạn này, và các bạn phải dùng để tối đến thì các bạn dùng để tắm này. Tắm thì các bạn có thể tối nào các bạn cũng dùng một cái gói bột này để các bạn đun lên các bạn tắm, và ngâm chân cũng được nha. Ngâm chân ví dụ cả một ngày các bạn đi làm việc mệt mỏi rồi thì các bạn dùng cái gói bột này để các bạn ngâm chân. Ngâm chân thì cũng khi mà các bạn đun nước tắm ấy thì các bạn bớt ra một ít, các bạn dùng để ngâm, ngâm khoảng các bạn ngâm là phải ngâm với nước ấm nhé. Khi mà các bạn ngâm ấy thì ngâm khoảng 20 đến 30 phút để giúp vừa giúp cho các bạn xua tan mệt mỏi, vừa giúp ví dụ như các bạn cái này, cái phần ngâm này thì tí nữa Mai sẽ nói ở bên phần giúp cải thiện sức khỏe nhé. Đấy, các bạn dùng để các bạn mua về để các bạn bán hàng thì tốt ý, thì các bạn dùng để các bạn lau nhà này. Lau nhà thì các bạn có thể lau ngày nào cũng lau, hoặc là cách ngày các bạn lau, hoặc là ít nhất là tuần, các bạn đầu tuần và cuối tuần không ấy thì đầu tuần và cuối tuần các bạn lau nhé. Và đặc biệt là hàng ngày các bạn phải buổi sáng từ 5 giờ đến 8 giờ sáng là các bạn phải dùng cái gói bột này, các bạn xông hàng hóa, các bạn xé ra các bạn xông hàng hóa của bạn nhé. Thiền theo bốn cái công thức, cái câu nói mà Mai hướng dẫn các bạn rồi, thiền theo bốn cái câu nói đấy. Và tối đến cũng thế, các bạn cũng khoảng từ 8 giờ tối trở ra các bạn lại dùng xé cái gói bột này ra, các bạn xông trên đống hàng hóa của bạn nhé. Đấy là các bạn bán hàng. Còn nhà, những nhà ai mà có bàn thần tài ấy, thì các bạn thường cuối mùng 1 này, 30, mùng 1, mùng 10, mùng 10 là ngày vía thần tài này, 15, 16 thì các bạn cũng đun cái gói bột phong thủy Anofa này lên. Cái bàn thần tài của bạn nhỏ thì các bạn chỉ đun ít thôi, đun cái lượng vừa phải, các bạn lau chùi bàn thần tài, tắm rửa cho thần tài. Và các bạn hàng ngày nhá, nhà các bạn có bàn thần tài mà, thì hàng ngày các bạn sẽ để một các bạn không đun được hàng ngày ấy, thì các bạn đun hoặc các bạn cho vào chai ấy, cái chai nhựa ấy. Hàng ngày các bạn buổi sáng ấy khi mà các bạn thắp hương cho thần tài thì các bạn xin thần tài rồi nhá, thì các bạn trước khi thắp hương ấy thì các bạn đổ ra một chén nước cái bột này này, các bạn đun này xong các bạn đổ ra một chén cho vào cái chai cũng được. Không thì hàng ngày ấy, các bạn đun đi thì các bạn để lau nhà, buổi sáng được đúng không? Thì các bạn đổ ra một cái chén, đấy xong các bạn để ở bàn thần tài, các bạn thắp hương cho mình nhé. Và các bạn để cái gói bột này, cái hộp bột các bạn phải dùng riêng một hộp bột, để nếu mà có bàn thần tài các bạn dùng riêng một hộp bột để các bạn lau lau rửa lau dọn tắm rửa cho thần tài nhé, một hộp riêng. Đấy là các bạn dùng để bán hàng. Bây giờ Mai sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng để các bạn cải thiện sức khỏe. Cái cải thiện sức khỏe này ấy, thì nó nhất là những cái bạn mà bị bạn hoặc là cũng người nhà của bạn bị bệnh về xương khớp này, hoặc là bị viêm xoang này, bị gút này, thì đều có thể sử dụng cái bột phong thủy Anofa này để các bạn cải thiện sức khỏe nhé. Ví dụ như
các bạn bị gút này, hoặc là bất cứ một bệnh gì hết, các bạn đều phải đun cái đều đầu tiên này là các bạn bị bệnh gì hay là cái gì hay để chữa bệnh, để hỗ trợ về sức khỏe này, hoặc là để bán hàng, thì các bạn đều phải lau, dùng cái gói bột phong thủy Anofa này, các bạn đun nước, các bạn lau nhà để thanh tẩy, để xua đuổi những cái âm khí, những cái điều xấu, những cái gì không tốt ý, ở nhà các bạn đi. Sau đó các bạn dùng cái gói bột phong thủy Anofa này tối đến ý, các bạn có thể dùng để tắm hàng ngày này, hoặc là cách ngày tắm, hoặc là tuần tắm một lần. Còn những cái bạn mà bị bệnh nha, dùng cái gói bột phong thủy Anofa này dùng để cải thiện sức khỏe ấy, thì các bạn càng phải tắm nhá. Và các bạn buổi tối ấy, các bạn dùng để ngâm chân, vì ở dưới lòng bàn chân của các bạn nó có rất nhiều những cái huyệt, đặc biệt là cái huyệt Dũng Tuyền nhé, thì ngâm chân sẽ giúp cho các bạn xua tan mệt mỏi này, xua tan mệt mỏi. Và cái này là cái thảo dược ấy, nó sẽ giúp cho các bạn rất là chi là dễ chịu, thoải mái. Các bạn ngâm thì các bạn ngâm tầm 20 đến 30 phút, và các bạn chú ý là các bạn phải ngâm ngập mắt cá nhé. Và các bạn ngâm ý, thì khi các bạn ngâm ý, thì các bạn phải để cho nước ấm ấm, và khi đến ngâm từ 20 đến 30 phút vì thì cái thời gian đấy nó sẽ nguội, thì khi mà nó nguội nguội đi ý, thì các bạn lại chế thêm nước ấm vào để lúc nào các bạn ngâm cũng trong tư thế là nước ấm nhé, thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Còn những bạn ví dụ như các bạn bị bệnh xương khớp ý, hoặc là viêm xoang ý, thì các bạn ngâm như vậy rồi này, xong các bạn tắm rồi này, thì mà khi mà các bạn bị đau nhức ở đâu ý, thì các bạn cũng xé cái gói bột này ra, các bạn đổ một ít nước sôi và một ít thôi nhé, các bạn pha nó sền sệt, xong các bạn đắp vào đâu vào cái chỗ mà bị đau đấy, thì nó sẽ rất hiệu quả. Đấy là với những cái bệnh bạn bị bệnh về xương khớp thì hay là bị viêm xoang ấy. Viêm xoang thì các bạn đắp ở cái hai bên sống mũi này, các bạn đều pha với nước gói bột này, các bạn pha với lại nước nóng, pha sền sệt tí để các bạn đắp khoảng từ 20 đến 30 phút. Xong các bạn cái bột mà các bạn đắp xong nhá, các bạn để đấy, hoặc là các bạn đun lại có thể sử dụng được, các bạn đun lên các bạn dùng để lau nhà nhé, nó vừa giúp thanh tẩy những cái năng lượng xấu này, những cái điều xấu đi, và giúp cho các bạn xua đuổi âm khí đi, và giúp là 24 loại thảo dược nên nó sẽ giúp cho gia đình bạn thơm, có mùi thơm. Đối với đấy là đối với những người mà bị bệnh viêm xoang, hoặc là viêm hoặc là các bệnh về xương khớp, hoặc là bệnh gút, thì các bạn đều sử dụng là tắm này, rồi lau nhà cửa thì chắc chắn là phải lau rồi, tắm này, ngâm chân này, đắp những cái chỗ đau này, cái này dùng để những cái 24 loại thảo dược dương, mà nên khi mà các bạn có những cái bạn nào mà bị ế âm theo ấy, thì các bạn cũng lau nhà này, các bạn tắm này, các bạn mặt lệ ý mai quên mà ấy, chưa nói là khi mà bất cứ ai nhá, khi mua cái gói bột phong thủy Anofa này, nó có cái túi đỏ này đúng không, thì các bạn sẽ bỏ cái túi bỏ một gói vào trong cái túi đỏ này, để các bạn những cái bạn bán hàng ý, thì các bạn nhét vào ví của các bạn. Ví của các bạn thì các bạn nhớ là các bạn phải chọn theo đúng cái màu phong thủy của các bạn nhé. Và chọn thì các bạn chọn những cái ví mà ví thẳng cho ngày mai nhé.
Và các bạn đừng nhét những cái hóa đơn vào trong ví của các bạn nhé. Tiền tiền thì các bạn xếp trong các ngăn ấy, thì các bạn xếp từ bé đến lớn, và mỗi ngăn thì các bạn cho một cái gói bột phong thủy, và cho một cái gói, cái này là các bạn nhét vào ví rồi, nhưng mà mỗi ngăn ấy thì các bạn cho một cái gói nhỏ này vào nữa. Và các bạn nhớ là các bạn cho một cái đồng xu bằng kim loại vào cái ví của bạn nữa nhé, để hút tài lộc nhé. Còn những cái bạn bất cứ ai cũng mua về để hỗ trợ sức cải thiện sức khỏe hoặc là về kinh doanh thì các bạn đều có thể, kinh nhất là kinh doanh thì các bạn phải nhét cái này vào ví. Còn những cái bạn mà không kinh doanh ấy, thì các bạn cũng để hỗ trợ sức khỏe thì các bạn bỏ vào túi của các bạn này, bỏ vào túi túi quần, túi áo của các bạn đều được, vì nó xua đuổi âm khí đi, giúp các bạn đi đường bình an này, hoặc là các bạn có thể treo vào ô tô này, xe máy, các bạn đi bằng phương tiện nào thì các bạn có thể treo vào đấy nhé. Hoặc là có những bạn treo vào túi xách nữa này, rồi treo vào chìa khóa ô tô này, chìa khóa xe máy này. Cái này nó giúp cho các bạn đi đường được bình an mà, nên các bạn có thể treo vào chìa khóa xe, ô tô, xe máy. Thậm chí những cái bạn mà bị say xe ấy, đi đường ấy, bị say, đi ô tô bị say xe, thì khi mà đi đi thì các bạn để cái ngửi cái gói bột phong thủy án pha này, các bạn cũng sẽ không bị say xe đấy nhé. Đấy là bất cứ ai cũng mang theo cái túi đỏ này này. Và những cái người bị vía âm ý, thì các bạn càng phải bỏ cái túi đỏ Anopha này vào trong túi của các bạn. Ví dụ cái túi đỏ này các bạn bỏ vào ví rồi, thì trong túi quần, túi áo của các bạn phải bỏ thêm một cái gói này vào. Và gối của các bạn cũng khi ngủ ý, thì các bạn gối của các bạn các bạn phải bỏ một cái gói này vào nhé. Và ở giường của các bạn ý, thì các bạn cũng treo một cái các bạn bỏ gối rồi thì các bạn không cần phải treo ở giường nữa. Các bạn nhớ nhá, là khi mà các bạn nhét cái gói bột phong thủy Anopha này vào trong cái túi đỏ này thì cứ một tuần, hoặc là các bạn bỏ vào gối các bạn ý, bỏ dưới gối của các bạn ấy, thì cứ một tuần các bạn lại thay một lần nhé. Và cái gói này thì đương nhiên là các bạn sẽ không vứt đi, mà khi thay xong ấy thì các bạn có thể đun lên để tắm hoặc là đun lên để lau nhà nhé. Tê chân quá. Nãy mày nói là có thể dùng cho người trẻ, cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ đúng không ạ? Thì đối với phụ nữ mang thai thì nó là thảo dược mà, nên khi mà phụ nữ mang thai thì các bạn mệt mỏi đúng không, thì buổi tối các bạn có thể đun lên tắm này, và các bạn cũng đun lên để ngâm chân nhá, thì giúp cho bạn rất chi là thoải mái. Còn đối với trẻ nhỏ ấy, thì đi đường ấy, đi đâu xa thì các bạn thường hay đánh dấu rồi để dao, để vòng dâu vào túi đồ, túi đi theo đúng không? Thì các bạn khi mà có cái gói bột phong thủy Anopha này rồi thì các bạn chỉ cần nhét một cái gói này vào ui tê chết ngoài vào cái túi, nhét mang đi theo cho trẻ nhỏ, là các bạn yên tâm là sẽ không phải đánh dấu, không phải mang dao dựa gì đi. Ui tê chân. Và khi mà trẻ nhỏ đêm, trẻ nhỏ hay bị người ta bảo là bị người âm người ta ghẹo ấy, thì các bạn nhà các bạn có cái này rồi, các bạn lau nhà rồi đúng không? Xong rồi các bạn để một cái gói với trẻ từ 3 tuổi đổ xuống ấy, thì các bạn chỉ
để ví dụ các bạn bỏ ra một, ôi mai tê chân quá, các bạn chỉ để một nửa gói thôi nhé, và để cách xa xa, không cần các bạn để vào gối của trẻ nhỏ đâu, vì dưới 3 tuổi thì các bạn cứ để ở đầu giường là được rồi, là sẽ giúp cho trẻ nhỏ ngủ ngon và sẽ không giật mình nữa. Đấy là các đấy là hôm nay Mai đã hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn ba hướng dẫn cho bạn sử dụng bột phong thủy Anofa. Còn cái bột phong thủy Anofa này nó có rất nhiều tác dụng, tác dụng về làm đẹp này, là bột phong thủy mà, nó là thảo dược, hơi bị Mai hơi bị đau chân, nó là thảo dược nên các bạn có thể dùng để đắp mặt nữa, hoặc là các bạn có cái máy xông ấy, các bạn đun lên xong các bạn cho cái máy xông các bạn xông cực kỳ tốt. Đấy là Mai đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng bột phong thủy Anofa. Còn chi tiết thì ví dụ như để thiền chồng này, hay là thiền con này, hay là thiền mẹ chồng ấy, thì các bạn theo dõi những cái video tiếp của Mai nhé. Mai làm riêng, hoặc là các bạn thiền bán hàng ấy, thiền hàng ấy, thì Mai đều có những cái video riêng. Các bạn có thể, những bạn nào mà chưa có bột phong thủy Anofa này thì có thể liên lạc với Mai theo số điện thoại 0989 978 326. Cái số điện thoại này thì Mai đều dùng ở Facebook là Mai Bùi, hoặc là ở Zalo thì Zalo Khánh Ngọc nhé. Mai đều sử dụng cái số điện thoại là 0989 978 326 này nhé. Các bạn nhớ theo dõi Mai để xem những cái video chi tiết hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn nha.